Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Triều Tiên phản ứng gắt, cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá khi rải tờ đơn tuyên truyền. Ngày 17 tháng 11, bà Kim Yo-chong, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt vì đã rải tờ đơn tuyên truyền qua biên giới vào hôm trước. Ghi nhận từ báo tin tức, theo hãng tin Yonhap, bà Kim Yo-chong nói rằng nhiều loại tờ rơi tuyên truyền chính trị và rác đã bị phía Hàn Quốc thả gần biên giới và sâu hơn vào lãnh thổ Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-chong, chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành động của Hàn Quốc, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại của chúng tôi, sẽ không có chủ nhà nào lại không phẫn nộ khi thấy rác bẩn bị vứt trong sân sạch sẽ của mình. Triều Tiên đã nhiều lần phản ứng giận dữ khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang theo các tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng và hàng tiêu dùng Hàn Quốc qua biên giới. Theo bà Kim Yo-chong, các lực lượng an ninh Triều Tiên đã phong tỏa khu vực phát hiện các tờ rơi và đang tiến hành xử lý. Bà tuyên bố rằng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn và cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt. Trong khi đó, ngày 16 tháng 11, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang gây nhiễu tín hiệu GPS ở các khu vực rộng hơn dọc biên giới với Hàn Quốc. Loạt vụ gây nhiễu được cho là có liên quan đến hoạt động huấn luyện chống thiết bị bay không người lái UAV của chính Triều Tiên. Theo quan chức này, các cuộc tấn công gây nhiễu ban đầu diễn ra trong phạm vi quần đảo Tây Bắc, nhưng đã mở rộng sang các tỉnh Gyeonggi và phía bắc Gangwon kể từ ngày 14 tháng 11. Sau nhiều cuộc tấn công gây nhiễu mà Triều Tiên tiến hành gần các đảo biên giới phía Tây Bắc từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Triều Tiên đã tiếp tục gây nhiễu gần đây. So với các cuộc tấn công gây nhiễu vào đầu năm nay liên quan đến các tín hiệu mạnh hơn trong một động thái dường như nhắm vào Hàn Quốc, hoạt động gây nhiễu GPS trong tháng này có khả năng liên quan đến hoạt động huấn luyện quân sự của Triều Tiên để ứng phó với UAV. Vai trò luật pháp và sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong quan hệ Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc. Ghi nhận từ tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, quan hệ Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc đã kéo dài nhiều thập kỷ căng thẳng, tạo ra một bức tranh địa chính trị phức tạp với nguy cơ xung đột bất ngờ. Trong bối cảnh này, các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN và các tổ chức nhân đạo đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình và ổn định khu vực, sử dụng các biện pháp ngoại giao và luật pháp quốc tế để giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột vũ trang. Liên Hợp Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận đối với Bắc Triều Tiên nhằm kiềm chế sự phát triển vũ khí hạt nhân và khuyến khích phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, các lợi ích quốc gia mâu thuẫn giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đã làm giảm hiệu quả của các biện pháp này. Liên Hợp Quốc chủ yếu tập trung vào việc tạo ra không gian đối thoại đa phương, qua đó ngăn chặn các hành động quân sự trực tiếp. Trong khi đó, ASEAN chọn phương pháp tiếp cận mềm mỏng, khuyến khích đối thoại và hợp tác khu vực để duy trì hòa bình. ASEAN không có quyền lực áp đặt trừng phạt, nhưng đã đóng vai trò là cầu nối trong việc thu hẹp sự khác biệt giữa Bắc Triều Tiên và các quốc gia khác, đồng thời tạo ra các diễn đàn để thảo luận và xây dựng lòng tin. Ngoài Liên Hợp Quốc và ASEAN, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Ân xá Quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cũng góp phần quan trọng trong việc giám sát nhân quyền và hỗ trợ nhân đạo. Các tổ chức này giúp duy trì một môi trường ổn định cho các cuộc đàm phán và hòa giải, từ đó giảm thiểu căng thẳng khu vực. Mặc dù những nỗ lực của các tổ chức quốc tế không thể đảm bảo giải quyết toàn bộ vấn đề, vai trò của họ trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và sử dụng luật pháp quốc tế để điều chỉnh mối quan hệ Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Hội đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để xây dựng một nền tảng ổn định cho hòa bình lâu dài, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của luật pháp quốc tế trong việc duy trì hòa bình khu vực. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật thắt chặt quan hệ, thành lập bàn thư ký hợp tác ba bên, răn đe Nga, Triều. Ngày 15 tháng 11, trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2024 tại Peru, các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật cùng công bố thành lập Ban Thư ký Hợp tác Ba Bên. Theo hãng thông tấn Yonhap,
ghi nhận từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba ra tuyên bố chung thành lập Ban Thư ký ba bên, chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện các cam kết chung của ba nước. Ban Thư ký mới này sẽ tìm cách đảm bảo rằng công việc chúng tôi thực hiện cùng nhau sẽ ngày càng phù hợp hơn với các mục tiêu và hành động của chúng tôi nhằm biến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thành một khu vực phát triển mạnh mẽ, kết nối, bền vững, ổn định và an ninh, theo tuyên bố chung cuộc gặp lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn. Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn nhấn mạnh quan hệ đối tác của ba nước là quan hệ được xây dựng để lâu dài. Lãnh đạo ba nước cũng lên án thông tin Triều Tiên điều quân đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Seoul và Washington cho rằng quân Triều Tiên đã triển khai tình kết Nga và bắt đầu tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đã bác bỏ thông tin. Nhật, Hàn Quốc và Mỹ lên án mạnh mẽ các quyết định của giới lãnh đạo Triều Tiên và Nga nhằm mở rộng một cách nguy hiểm cuộc chiến ở Ukraine. Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga bao gồm việc chuyển giao đạn dược và tên lửa đạn đạo là hành động đặc biệt nghiêm trọng khi xét đến vị trí của Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo tuyên bố chung cuộc gặp lãnh đạo của Mỹ, Nhật, Hàn. Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn. Cuộc gặp lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden sắp kết thúc nhiệm kỳ. Tại cuộc gặp, ông Biden ca ngợi sự tiến bộ trong liên minh Mỹ, Nhật, Hàn kể từ thượng đỉnh ba nước ở trại David của Mỹ hồi tháng 8 năm 2023. Tôi tự hào về chặng đường chúng ta đã đi được kể từ cuộc gặp lịch sử đó. Chúng ta đã thúc đẩy phát triển ở Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương, liên kết để đảm bảo công nghệ tương lai và chống lại sự hợp tác nguy hiểm giữa Triều Tiên với Nga, ông Biden nói. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ niềm hy vọng và kỳ vọng rằng mối quan hệ ba bên sẽ được xây dựng cho mục tiêu lâu dài. Ông Yoon gặp ông Tập đề cập quan hệ Nga-Triều Tiên. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC 2024, theo hãng tin Reuters. Tại cuộc gặp, ông Yoon nói với ông Tập rằng Hàn Quốc và Trung Quốc nên hợp tác vì hòa bình trước mối quan hệ quân sự giữa Triều Tiên và Nga, theo tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Yoon. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Yoon kêu gọi hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà ông gọi là trục trung tâm của quan hệ song phương trong 30 năm qua. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập lưu ý rằng tình hình quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi trong 2 năm qua, thêm rằng quan hệ Bắc Kinh-Seoul nhìn chung vẫn duy trì đà phát triển. Theo ông Tập, bất kể tình hình thay đổi thế nào, Trung Quốc và Hàn Quốc cần kiên trì mục đích ban đầu trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao, kiên trì phương hướng láng giềng hữu nghị, đồng thời cam kết thực hiện mục tiêu hợp tác cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên phát huy tối đa lợi thế gần gũi về mặt địa lý, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh và ổn định nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.